Xin chào các bạn. Chúng tôi từ Việt Cát Lớp đang phỏng vấn một người bạn chúng tôi là anh Hà Huy Tường, là chủ biên tập của tờ báo Sắc Việt ở tại Mỹ. Ngày hôm nay thì tôi thấy trong tay anh Tường đang cầm một cái khẩu cái gì đấy, anh đang làm gì đấy hả anh? Chuẩn bị lên đạn. Chuẩn bị lên đạn. Tôi biết rằng anh là người viết báo mà tại sao anh lại cầm một cái đồ chơi lạ lạ ấy này? Này được các bạn giới thiệu. Đây okay. Là một loại súng mới và rất là tiện lợi trong vấn đề là cận chiến, và hôm nay tôi muốn thử loại súng này. Tôi muốn hỏi rằng anh đã bao giờ bắn súng đạn thật chưa? Chưa bao giờ. Lúc bé thì có bắn súng hơi, bắn chim. Hôm nay thì mới bắn đạn thật. Thì tôi muốn hỏi cái cảm giác của anh như thế nào mà khi mà anh bắn súng đạn thật và bây giờ anh cứ cầm 5555 thì tôi trông tôi sợ quá. Nãy giờ thì tôi nghe tiếng súng của tất cả các anh em trong câu lạc bộ bắn và nghe rất là ấn tượng. Và bây giờ cũng muốn thử sức một chút cảm giác khi mà mình bắn súng thật như thế nào. Vâng, thế trước khi bắn ý, thì chúng tôi muốn nói cho anh một chút về vài cái quy tắc bắn an toàn. Thứ nhất là khi mà anh không có ý định bắn và đạn đã lên nòng rồi thì cái nòng súng của anh nên chĩa xuống dưới đất anh ạ. Đó, như thế nhá. Và khi mà anh giơ lên ý, thì là anh phải biết chắc chắn rằng đằng sau cái mục tiêu anh định bắn là không có một ai cả. Rồi anh hãng bắn nhá. Rồi, anh đã sẵn sàng chưa? Rồi, thưa các bạn, bởi vì là anh Tường đang ở trong bãi bắn của Việt Guns Lover, anh chị em chúng tôi đã bắn từ sáng đến giờ. Và cái tất cả mọi cái đã an toàn ở khoảng cách phía sau. Và chúng tôi đã có mặt ở đây để mà chứng kiến cái khoảnh khắc đầu tiên khi anh Tường sẽ bắn phát súng đầu tiên trong cuộc đời của anh là súng đạn thật, đúng không anh? Đúng rồi. Trước đây anh từng đã bắn súng hơi, đúng không anh? Rồi, xin mời anh. Rồi, cảm giác của anh như nào? Giật mình. Giật mình ấy, mà sao tôi thấy anh giật kiểu gì mà sao anh máu thế? Nguyên tắc. Đó, anh nhớ nhá, nguyên tắc luôn luôn phải sẵn sàng nhá. Là súng là rất nguy hiểm, bởi vì trong đây là tôi bắn 2 viên mà một băng đạn này hình như là 7 viên. Đúng rồi. Nên nguyên tắc thì phải nhớ là khi bắn còn đạn không được còn đạn thì mình vẫn trong một cái tư thế là an toàn cho bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh. Rồi anh có lời chào gì với các bạn ở trong khán giả của Việt Guns Lover không? Nguyên tắc an toàn và hướng dẫn sử dụng súng để mà bảo vệ bản thân và gia đình, đó là tiêu chí của câu lạc bộ Việt Guns Lover. Tôi thấy đây là một cái tiêu chí khá là nhân văn và cũng nên chúng ta phát triển câu lạc bộ, chia sẻ thêm nhiều cái hình ảnh và các buổi sinh hoạt để mà chia sẻ những cái kiến thức an toàn về súng, để qua đó có thể là giữ gìn sự an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như cho cộng đồng. Vâng, cảm ơn anh. Khi mà một tổng biên tập đã nói như thế thì chúng ta cần phải rất hết sức lưu ý, bởi vì tay của anh đang cầm súng này. Đấy. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại anh nhá. Chào các bạn.